Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa qua đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu với COVID-19, đồng nghĩa với việc thế giới chuyển sang sống chung với dịch sau hơn 3 năm. Vậy câu hỏi đặt ra cho Việt Nam là chúng ta sẽ ứng xử và có các giải pháp để sống chung cùng dịch bệnh này như thế nào? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Theo đó, Tổng Giám đốc WHO chính thức tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu từ ngày 5 tháng 5. Song cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất. Đây là một dấu hiệu cho thấy thế giới đã đạt được tiến bộ trong đối phó dịch bệnh. Tại Việt Nam, hiện nay tình trạng thích ứng với COVID-19 đã tốt hơn, mức độ nghiêm trọng lây truyền của dịch bệnh đã giảm. Tương tự, số ca nhập viện, ca nặng cũng giảm. Các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu về COVID-19. Có thể nói rằng vẫn quá sớm để khẳng định COVID-19 giống như bệnh cúm mùa. COVID-19 có những điểm tương đồng với cúm mùa, nhưng không theo mùa. Bên cạnh đó, COVID-19 vẫn là căn bệnh vô cùng mới. Chúng ta mới chỉ có 4 năm làm quen với COVID-19, trong khi các dịch bệnh khác phải mất hàng chục năm để nghiên cứu. Hiện các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về COVID-19 với những biến thể mới, biến đổi không ngừng. Một lần nữa, tôi có thể khẳng định, tuy không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu, nhưng không có nghĩa là COVID-19 đã kết thúc và còn quá sớm để khẳng định COVID-19 giống như một bệnh cúm mùa. Trên thực tế, ghi nhận tại các cơ sở y tế, thời điểm này, số ca nhập viện do COVID-19 đã giảm hơn rất nhiều so với dịp trước nghỉ lễ. Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang hiện đang điều trị cho 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Hầu hết bệnh nhân nằm viện do tuổi cao, có bệnh lý nền. Sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa rồi thì số lượng bệnh nhân đến điều trị tại đơn vị điều trị COVID-19 khoa truyền nhiễm của chúng tôi thì đã giảm đi rất là nhiều. Trước đấy thì trung bình có khoảng một ngày thì 5 đến 7 bệnh nhân nhập viện để điều trị. Tuy nhiên thì hiện tại thì số lượng bệnh nhân nhập viện thì rất là ít. Có những thời điểm gần như là không có bệnh nhân nào nhập viện. Hiện tại thì chúng tôi chỉ còn điều trị cho 6 bệnh nhân COVID-19. Thời tiết hiện nay thì nắng nóng thì giảm tỷ lệ của virus nó nhân lên. Tuy nhiên thì sau một đợt mà COVID-19 nó tương đối là rầm rộ vừa rồi thì người dân cũng đã có những ý thức hơn trong việc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công bố của WHO là cơ sở quan trọng để Việt Nam xem xét, đánh giá tình hình dịch bệnh trong nước, bởi dịch bệnh có tính chất đại dịch thì tình hình và nguy cơ dịch trên thế giới có liên quan nhiều đến Việt Nam và ngược lại. Vì vậy, khi thế giới đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp đối với COVID-19, Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu đánh giá để xem xét công bố cấp độ quốc gia. Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo để xây dựng một cái tiếp tục cái kế hoạch quản lý bền vững dịch COVID-19 trong tình hình mới, và chúng tôi cũng đã những cái bản thảo để mà đưa ra. Cái thứ hai là tăng cường giám sát lồng ghép giữa COVID-19 với các cái bệnh đường hô hấp khác, rằng là cái đấy cũng đang là triển khai và phối hợp với các cái tổ chức quốc tế để nó đảm bảo cái tính đồng bộ. Cái này nó lồng ghép, nó không phải chỉ cho COVID-19 mà các cái bệnh truyền nhiễm khác, kể cả những cái bệnh không lây nhiễm, để chúng ta giảm cái mức độ nguy cơ. Tại Việt Nam, hiện nay diễn biến dịch cũng giống như nhiều quốc gia trên thế giới, biến chủng COVID-19 đang lưu hành phổ biến là Omicron. Triệu chứng lâm sàng của bệnh không còn rầm rộ nặng như đối với biến chủng Delta trước đó. Vì thế, theo các chuyên gia, điều chúng ta cần chú ý hiện nay là Việt Nam đang trong thời kỳ già hóa dân số, tỷ lệ người già trong cơ cấu dân số đang ở mức cao. Trong khi đó, người cao tuổi có bệnh nền, nhiễm COVID-19 sẽ làm tăng nguy cơ chuyển nặng, gây tử vong. Vì vậy, thời gian tới, cần đẩy mạnh việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, bảo vệ nhóm nguy cơ cao trước các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm trong tương lai.